một chiếc xe ô tô 7 chỗ mất lái lao sang chiều ngược lại, tông vào 6 xe máy làm gần 10 người đang lưu thông phải một phe hú vía. Vụ tai nạn xảy ra gần giao lộ Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Linh thuộc phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều qua ngày 18 tháng 10 năm 2014. Khi đó, chiếc ô tô biển số 51A26453 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ đường Quang Trung đi chợ Gò Vấp. Tới gần giao lộ Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Nghi, ô tô này tông vào xe ba bánh chạy cùng chiều rồi mất lái lao sang phần đường ngược chiều, tông vào 6 xe máy. Một số người trên 6 xe máy tìm cách thoát ra ngoài, một số khác bị kẹt được người dân đưa ra. Trong đó có một số người bị chấn thương phần mềm được đưa đi cấp cứu. Tài xế cho xe ô tô chạy vào đường Nguyễn Du rồi bỏ xe rời khỏi hiện trường. Thấy hơi nó tông vô xong rồi em mới nhăn ra này nè, hơn em không chạy vô cái bánh đó, em nhăn ra đường đó, hơn không có xe lên. Ông xã em kẹt xe trong đó, nếu như thắng gấp quay lại, cho giờ ổng đang đi bệnh viện, không biết mai có gãy không, không biết là mặt em bị sưng với chân em bị bầm lắm. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường xử lý vụ việc, lấy lời khai của các nạn nhân và nhân chứng. Các phương tiện trong vụ tai nạn này được lực lượng chức năng đưa đi khỏi hiện trường, phục vụ công tác điều tra.